Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã nhận bạn cho trong cái web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ làm về cái dựng những cái mẫu mà globally bạn. Thì như là những cái đối tượng mà nó sẽ có ít tầng lưới á, thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là chúng nếu các bạn nào mà biết sử dụng những cái phần mềm khác như là Jiros á, bạn dựng cái nhân vật như vậy. Thì sau đó bạn chuyển sang globally, đối với phần mềm Sigma4D nó dễ lắm, bạn chỉ click một vài click chuột là xong rồi. Thì để có được cái file này á, thì tôi để bên phía dưới cái video số 1 á, trong cái danh sách phát này bạn tải về. Cho video số 1 á, lúc nào cũng vậy. Rồi còn nếu như mà các bạn không biết dựng á, thì bạn lên cái trang web cá nhân tôi nè, phankimtu.com nè, vào trong cái phần mục số 6 nè, Asset Game nè. Thì trong đây tôi liệt kê những cái trang web miễn phí thôi, bạn chia sẻ miễn phí chúng ta những cái mẫu 3D nè. Có phí luôn, nhưng mà hầu như những cái này là những cái miễn phí. Nó là bạn tải về, bạn đánh từ khóa tiếng Anh á, ví dụ như bạn kiếm con cọp, bạn đánh cái chữ Tiger ví dụ gì á, thì nó sẽ ra cái các con vật bằng dựng mẫu chúng ta tải về miễn phí. Thì tải về thường nó có hai định dạng phổ biến, chủ yếu là một cái file .obj hay là cái file .fbx, rồi bạn nhập vào trong Sigma4D. Đó, thì cái cách đó thì dễ, chúng ta sẽ có mẫu sẵn, chúng ta chỉ click một cái click chuột thôi thì nó sẽ ra rồi. Còn cách thứ hai á, thì qua tới video sau đi. Thứ video sau tôi hướng dẫn bạn vẽ cái con sói á, trường hợp chúng ta chỉ có một cái bức hình thôi, chỉ có một bức hình mà chụp á, thì sau đó chúng ta sẽ tự dựng cái globally lên. Còn cái trong trường hợp này là trường hợp đầu tiên, trường hợp dễ ha. Trường hợp thứ nhất, trường hợp dễ, chúng ta sẽ có sẵn cái mẫu gì, chúng ta chỉ cần click chuột vô một cái là chúng ta xong rồi. Ví dụ tôi làm thử cho bạn xem, ví dụ như đây tôi click NB đó, mà nhìn kỹ đây nó có hai cái con tê giác, cái đường lưới nó đã chỉnh sửa rồi nè, đã topology nó là chỉnh sửa cái cấu trúc đường lưới nè. Thì bạn nhìn thấy những cái đường lưới mà dạng 4 ô vuông gì nè, ô vuông mà dạng ô vuông tứ giác như vậy nè, nó sẽ có bốn cạnh như này, bốn đỉnh nè, thì nó sẽ là đã chỉnh sửa rồi. Còn như con voi nè, thì những cái đường lưới nó chỉ là đang là hình tam giác thôi, nhưng rất là nhiều đường lưới bạn nó chưa có topology, nó chưa có chỉnh sửa lại cấu trúc đường lưới nè. Thì nó sẽ nhìn như vậy, giống như là bạn nào mà có học qua Jiros rồi biết á, thì giống như là mới vừa nặng xong trong Jiros chưa có chỉnh sửa lại gì hết, thì nó nhiều đường lưới gì. Rồi thì giờ ta làm thử các bạn. Thì đầu tiên tôi chọn sử như tôi chọn cái con Ctrl C nè, tôi tạo ra file mới đi. Ctrl V, tôi copy cái con hàm mã nào vô đây. Tôi cho cái con hàm mã này nó ngay tại tâm đi bạn. Đó, cho nó ngay tại tâm ha, ngay tại cái hạt trục tọa độ. Làm cho nó dễ thôi chứ không gì. Rồi chúng ta sẽ tôi vào cái view setting đây, tôi muốn tắt cái vùng an toàn ở trên nè. Như này. Tắt cái camera luôn, default bỏ ở đây đó. Rồi tôi muốn hiển thị cái đường lưới ấy, thì trong cái phần mà này là bạn click vô cái chỗ view set thì nè, nó thống kê cho chúng ta cái số lượng đường lưới triangle nè. Hiện tại cái con hàm mã này chúng ta NB thì có 17.000 các bạn, hơn 17.000 cái triangle nè. Thì giờ chúng ta sẽ chỉ đơn giản lắm, bạn chỉ cần chọn một cái công cụ thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ click vô cái phông nè, cái phông là cái một cái anh người Việt, các bạn lấy theo cái tên của anh người Việt đó sáng tạo ra này. Nó làm cho cái đường lưới chúng ta sẽ mềm mịn. Mà nhìn kỹ nè, thấy chưa, nó rất là mềm mịn. Khi tôi xóa này bạn sẽ thấy điều gì? Xóa luôn cái này luôn đó. Thì bạn sẽ thấy là nếu không có cái thẻ phông á, thì cái những cái đường lưới, những cái mặt phẳng á, những mặt phẳng là những cái triangle nè, nó sẽ như thế này, nó sẽ liên kết như thế này, nó không có được mềm mịn. Dựa nhờ có cái thẻ phông mà nó mới làm cho đối tượng ta nó mềm mịn, nó thấy chưa. Rồi thì bạn muốn làm cho nó, chọn cái này nó đơn giản lắm, bạn chỉ cần click vô một cái thẻ một thôi, một cái công cụ duy nhất là cái polygon reduction nè, alt-click click vô đây nó là xong, thấy chưa, rất là dễ đúng không. Chỉ click có một cái làm con đối tượng này thôi là chúng ta đã được cái low poly rồi, nghĩa là đường lưới. Thì mặc định của phần mềm á, mặc định của cái chức cái công cụ này nè, nó sẽ giảm cho chúng ta 90%, giảm 90% nghĩa là chỉ còn giữ lại 10% đường lưới gốc thôi, nó giảm hết 90% nè. Hồi nãy chúng ta đây là như bạn hơn 17.000, giờ chỉ còn có gần 2.000, thấy chưa. Mà cái đường lưới nó bạn muốn cho nó nhiều lại thì bạn giảm xuống, ví dụ như bạn giảm xuống bằng không, nghĩa là cái đường lưới chúng ta đã mặc định nè, chưa có bị giảm gì hết. Khi ta tăng cái cường độ giảm, đây là cái cường độ giảm tính theo phần trăm ha, tăng lên đó, tăng lên thì bắt đầu đường lưới nó sẽ từ từ ít dần, những cái đường lưới nó sẽ gợp, giống như nó gợp lại, nó sẽ từ từ to lên ha. Cái đường lưới nó sẽ to lên nhưng mà cái số lượng thì nó sẽ giảm dần. Đó, mình nhìn kỹ cái con tê giác nè, tăng lên cái mức độ 76% ha. Tôi thường hay chỉnh từ 75 cho tới 90. Đó, ta giảm, ta tăng lên thì nó số đường lưới nó sẽ càng giảm.
đồng nghĩa với việc là những cái mặt đường lưới nó sẽ càng lớn. Thấy chưa? Lên tới 89 luôn nè, 90. Ví dụ tôi tăng lên mức 90 nè. Từ từ tôi tăng lên tới 100 cho anh xem. 92, 93. Thấy chưa? 94, 95. 96 là tăng tới 98 rồi nè, nghĩa là chỉ còn có 2% gốc thôi. Còn nó đã bỏ hết rồi. Nhưng mà nếu mà bạn chỉnh cao quá gì đó, thì bạn sẽ thấy nó không còn cái file gốc ban đầu nữa, nó không còn ra cái con tê giác nữa, nó sẽ mất chi tiết. 99 nè, 100 luôn nè, thấy chưa? 100 là mất hết luôn. Đó. Nên thường này chúng ta làm khoảng từ 75 tới 90 thôi, bạn muốn trong khoảng đó. Tùy theo bạn muốn. Bạn muốn nó cái con tê giác chúng ta nó ít đường lưới thì bạn cho dạng này. Thấy chưa? Rất là ít đường lưới. Bạn có thể thêm những cái chi tiết để tao render cho bạn xem thử nè, thêm cái sàn, thêm cái rồi. Thấy chưa? Nhìn rất là đẹp ha. Đây tôi đang để số đường lưới là bao nhiêu, tương đối ít nè. Tôi đang để cái khoảng 93. Thấy chưa? Còn nếu bạn muốn thì bạn giảm xuống khoảng chừng 80 gì đó tùy các bạn. Khoảng 7 mấy gì đó, nhưng mà nó sẽ nhiều đường lưới như thế này. Đó, thì theo cái mục đích bạn muốn thì bạn muốn nhiều đường lưới thì bạn giảm cái này xuống số nhỏ thôi. Ok ha, tùy theo cái chúng ta. Nó rất là dễ, bạn trong Cinema 4D làm cái low poly rất là dễ. Nếu bạn có sẵn cái file mẫu rồi thì bạn chỉ cần làm một cái thao tác là cho nằm trong cái đối tượng con của cái polygon reduction này thôi là xong. Ok ha, dễ quá. Rồi còn cái vấn đề nữa bạn, là ví dụ như bạn muốn chỉnh sửa cái con mắt nè. Con mắt này do nó sẽ làm giảm luôn, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái con mắt mới. Trong đây nó sẽ có cái Latonic nè, cái này. Rồi cái con mắt này nó hơi to, nó phím T nhỏ lại. Nhìn trong các hướng để chúng ta chỉnh cái vị trí cho nó chính xác. Đó. Ok ha. Rồi ta cho cái con mắt cho nó chính xác ở đây một tí. Ok. Thì cái Latonic này nãy tôi quên, nó lúc đang to tôi quên cho bạn xem. Đây bật chế độ Solo Mode đi. Rồi thì cái Latonic này nó sẽ có nhiều hình dạng mà. Nè, cái này cho bạn xem thử chơi chơi thôi. Thường tôi sẽ sử dụng hai cái cuối. Đây tôi sử dụng cái này nè. Đó. Hoặc là sử dụng cái này. Cái này thì nó sẽ bo tròn hơn, còn cái này thì nó góc cạnh hơn. Ok ha. Rồi thì bạn dùng cái nào cũng được. Bạn phải nhấn chữ R xoay cắt góc đó cho nó hướng như thế nào đó tùy bạn. Nó thì phụ thôi, dễ mà. Bật hàng chục tọa độ thế giới lên. Bạn muốn nó lò lên tí thì bạn kéo cho nó thích ra ngoài chút. Còn không thì bạn chọn cái dạng tròn này thì nó con mắt nó sẽ tròn hơn, nếu bạn muốn nó tròn. Còn không thì muốn nó ra nhọn thì chọn này. Tùy chúng ta thấy ha, sao không được. Rồi sau khi mới được một bên là bạn muốn đối xứng bên kia thì bạn sử dụng cái này. Symmetry on the left. Đó. Thì khi sử dụng cái này, một cái điều lưu ý đối với bạn mới ban đầu hay bị rối này lắm. Tôi tạm ẩn cái này đi. Hay bị rối vô này lắm bạn, thấy không có đối xứng. Tại sao vậy? Tại vì cái ta kiểm tra lại cái tâm trục của cái symmetry nè. Cái tâm trục của symmetry hiện tại đây nè. Bật cái này lên. Thì cái tâm trục nó đang ở cái vị trí này nè. Chúng ta phải cho nó bằng không rồi. Tất cả bằng không hết. Lưu ý hai đây là chỉ là cái tâm trục của cái symmetry thôi chứ không phải là đối tượng này. Nó chỉ là cái tâm trục thôi nè. Do chúng ta đang chỉnh cái thay đổi tâm. Lưu ý phải bật này lên là thay đổi tâm. Thì cái tâm nó ngay trăng hai chục độ luôn nè, bằng không không hết luôn nè. Rồi sau đó các bạn tắt đi. Bạn sẽ kiểm tra lại. Bạn sẽ cho nó đối xứng là hướng theo mặt phẳng nào. Theo mặt phẳng này nè. Z với Y nè. Z với Y. Rồi. Các chọn này tôi kiểm tra lại có đúng không. Tôi kiểm tra lại ha. Thứ nhất là đây symmetry đây. Nó bằng 0. Rồi. Lôi cái ông này vô đây. Rồi kiểm tra lại coi. Rồi tôi kiểm tra lại coi sao nó mất tiêu cái ông này rồi, mất tiêu cái đối xứng rồi. Này nó này nó xứng ở phía này, tại vì XY đúng rồi. ZY. Cái sao nó không ra ta? Đây là ta đang dọn cái mặt phẳng đối xứng là XZ. Ừ,
Sao nó kỳ ta? Tao lo nó ra ngoài đi, tao làm thử cho bạn xem một cái bình thường nè. Dù tao có một cái khóa hộp, tao thử thử ví dụ thử ha. Có khóa hộp nè, rồi sau đó tao cho nó để một vị trí bất kỳ, sau đó tôi sẽ chọn cái symmetry đây, rồi tôi lo ông này, xin lỗi, tôi lít on the left trực tiếp luôn, on the left lít vô đây đó, thì cái khối hợp này nó sẽ đối xứng qua cái mặt phẳng y đây. Thấy chưa, hiện tại đang đối xứng tại tâm đây luôn nè, tại vì cái symmetry này nó đang tại tâm luôn, nên chúng ta chỉnh cái symmetry này, cái hệ trục tọa độ nó về bằng không. Ví dụ tôi cho bằng không thử. Không được ha, cái đó là anh ta chỉnh vị trí, nên tôi lưu ý các bạn là phải bật lên đây nè, bật cái nút này lên là anh ta thay đổi cái tâm thôi, còn nếu bạn không bật này lên thì chúng ta thay đổi vị trí, lưu ý ha, thay đổi tâm nè. Tôi làm ví dụ cho bạn xem thử nè, tôi bật này lên ha, thay đổi tâm đó nè, thì cái tâm tôi sẽ cho tất cả bằng không hết, như là nó trùng cái hệ trục tọa độ á đó, thì khi nó trùng hệ trục tọa độ thì tự động nó sẽ đối xứng hai bên như vậy, bạn thấy chưa. Rồi sau đó bạn, nếu bạn hãy lôi ông này vô lại này, đây xóa cái này đi nó, rồi ta định cái vị trí ông này lại. Rồi lúc nó sẽ bị lỗi gì đó bạn, tôi cũng không biết tại sao nữa. Ta làm một cái file khác rồi cho nó chắc ăn rồi ta lôi nó vô. Ok các bạn. Rồi muốn nó lòi tí thì bạn kéo này nó lòi tí, nó là xong. Rồi bạn muốn render gì đó thì bạn render tùy bạn. Bật thêm cái tự độ bóng gì đó, thêm cái AO vô. Rồi. Xong chúng ta được một cái con tê giác low poly đơn giản thôi. Chúng ta chưa có thêm nhiều chi tiết nữa, nói chung là đại khái do làm nhanh cho bạn hiểu được rồi. Rồi cái con tê giác còn kia cái con voi bạn làm tương tự vậy thôi bạn, không có gì khó hết. Ví dụ tôi qua bên cái file con voi hay nhấn chữ V nè. Đây qua tạm ẩn cái con tê giác đi. Con voi thì nó đang tại tâm luôn rồi, nó ngay chân trục rồi. Thì bạn làm tương tự nha. Giả sử như bạn nhìn kỹ nè. Tôi bật cái hiển thị cái logo, hiển thị cái thống kê cho bạn xem. Cái thống kê này cái con voi này bạn. Đây con voi đang là 21.000 hơn em, ủa lộn, 211.000 các bạn. Đây là 211.000. Rồi tôi sẽ NA. Rồi tôi sẽ tắt thử cái phông cho bạn xem nè. Cái phông là thuộc tính nó đang là dưới 80 độ, nghĩa là những cái nào dưới 80 độ góc đó, nó sẽ tự động làm mềm lại. Đó là cái đặc tính của phông này, nó đây là cái giới hạn của nó. Những cái nào mà có cái góc dưới 80 độ tự động nó sẽ liên kết mềm lại. Ta xóa cái phông đi. Xin lỗi, ta xóa luôn cái phông này. Thấy chưa? Khi tôi vừa xóa bạn thấy chưa, nó sẽ xuất hiện liền những cái bề mặt không có liên kết, không có làm mềm mịn với nhau. Nó như là những cái bề mặt này nó rất là cứng ha. Nó không có những cái đường, những cái tiếp xúc giữa hai cái bề mặt á, nó không có mềm mà nó sẽ là những cái góc cạnh cứng như này đó. Chỉ cần xóa cái phông là bạn thấy rồi. Rồi cái hiện tại đang là 211.000 các bạn. Bạn sẽ cho thử cái đây nè, on toilet chưa đây. Rồi bạn sẽ nhìn cho tôi còn bao nhiêu. Còn nhiêu bạn? Mặc định nó đang giảm cái 90% ha, giảm 90%. Rồi lúc đây bạn xem còn nhiêu. Nãy là 211.000, giờ còn nhiêu bạn? Còn có 116.000 thôi, giảm phân nửa đúng không? Đây tôi tắt cái này để cho anh xem thử. 211.000 nè, bật cái này lên, bật cái này lên. Rồi nó đang chạy á, nó đang chạy, để nó thử coi nó chạy nhiêu. Tôi cho này 90% nha. Rồi còn có nhiêu bạn? Hồi nãy là 211.000 mà sau này giờ còn có, còn có 21.000 bạn, thấy chưa? Nãy là 211.000 còn 21.000, giảm gần 10%, 9.9 hơn 9%, hơn 9 lần chứ, hơn 9 lần. 211 con này còn có 21 à, giảm đi khoảng 10 lần thôi vậy. Đó. Thấy chưa? Cái đường lửa giảm rất là nhiều, NB cho anh xem nè, đó. Nhưng mà nó vẫn còn ra hình dáng con voi ha. Nhưng mà nó còn hơi bự quá. Cái chi tiết còn hơi nhiều quá, ta sẽ tăng lên, tăng cái mức độ giảm lên. Đó. Mà nhìn kỹ nè, mỗi lần tôi tăng cái cường độ lên thì số đường lưới nó sẽ giảm dần. Đây tôi bật số đường dưới lưới nó sẽ giảm dần, đồng nghĩa việc là cái những cái bề mặt phẳng này nó sẽ to lên, giống như là nó hợp nhất lại vậy đó.
bạn làm khoảng 98 được nè. Nếu bạn làm hơn thì nó sẽ mất chi tiết nhiều lắm nè, từ 98 đến 99 nè, thấy chưa? Trăm, trăm trăm là nó bỏ hết đường lưới rồi, còn đâu thấy. Bây giờ tôi để khoảng chừng 97, 98 thôi, đó, khoảng này thôi, thì cái con voi chúng ta nó sẽ rất là đẹp, thấy chưa? Bạn muốn lấy lại một chút chi tiết thì bạn giảm 1-2% thôi, không nhiều ha, không nên nhiều. Nó nhiều quá thì nó sẽ là chi tiết nhiều quá, nhìn nó không đẹp cái kiểu polygon, cái kiểu mà low poly. Nó nên chúng ta sẽ cố tình làm cho nó càng ít đường lưới càng tốt, nhưng mà nó đảm bảo vẫn còn cái hình khối của con voi. Rồi, xong rồi tôi sẽ thêm cái mặt phẳng, rồi tôi thêm cái nền, đó, giống như nãy thôi. Rồi tôi control, tôi thêm cái AO đi, cho nó có độ bóng cho đẹp. Rồi, tôi chưa có thêm màu ha, dù bạn muốn bạn thêm cái đại đại cái màu này cho anh tí. Cái màu này nó rất tuyệt các bạn. Rồi, vô tôi thêm đại cái màu này vô con voi tôi đi. Ok, thấy đẹp ha. Bạn muốn là bạn thêm cái phần ánh sáng thêm đâu đó cái khúc này nữa, cho cái phần dưới bụng nó hơi sáng tí, cái khẩu này nó hơi tối, cường độ sáng quá, giảm khoảng chừng 50% thôi. Rồi ta render thử các bạn, cho bạn xem thử chơi chơi ha. Ctrl R nó, cái này tôi chưa sửa con mắt nữa, bạn rảnh thì bạn sửa con mắt giống như cái kia thôi, tạo hai cái ISO gì đó, rồi sau đó là symmetry đối xứng qua nha. Thấy chưa? Thấy con voi chúng ta chưa? Nó mất nhiều chi tiết quá, cái sừng nó hơi bị mất nhiều nè. Bạn hãy tăng lại cái chi tiết lại, dù 97 đúng không? Bạn giảm khoảng còn 94 thôi. Thì khoảng chừng 93, 94 nè. Thì chi tiết nó sẽ có lại nhiều. Thấy chưa? Nó sẽ có lại nhiều, bạn nhìn cái sừng nó đã đều đã đầy đặn hơn, hồi nãy nó hư quá. Nó mỏng quá, nó hư chi tiết. Nó khoảng 9 mấy được rồi. Tùy theo đối tượng ha, do cái con tê giác hồi nãy chúng ta ít đường lưới quá nên chúng ta phải giảm ít thôi, giảm khoảng chừng 80 khoảng đó thôi. Còn đối với cái con voi nó chi tiết nó quá đây quá tốt quá nhiều rồi thì chúng ta phải tăng cái cường độ giảm nó xuống, đó là tăng lên khoảng 90 trở lên, 93, 94, 95 gì đó. Đó, rồi đây là cái trường hợp đầu tiên, là trường hợp dễ là chúng ta sẽ có mẫu sẵn. Thì những cái mẫu này bạn lên những cái trang web này cũng được nè, những cái trang tôi chia sẻ với các bạn nè, miễn phí thôi, của thư viện nước ngoài. Đó, những cái trang này rất là nhiều, đây là Unplug nè, SketchLab là trang này trang 3D luôn, thấy chưa? Đây là những cái trang có thư viện có phí nè bạn, free 3D nè, để bạn tải những cái file mẫu 3D có sẵn có về đánh từ khóa tiếng Việt để ra. Có bạn hãy sử dụng những cái file khác cũng được, ví dụ như bên SketchUp 3D Warehouse nè, bên 3D Max cũng được, nhập vô đi. Rồi ta kết thúc video này đi. Video này chủ yếu hướng dẫn các bạn bước đầu tiên để bạn tạo ra được cái đối tượng low poly, nghĩa là ít đường lưới, chỉ bằng cái công cụ thôi. Thì video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gì ta, vẽ con sói bạn. Vẽ con sói từ cái việc là chúng ta chỉ có một bức ảnh 2D thôi, rồi dựa trên bức ảnh 2D chúng ta sẽ dựng lên một cái đối tượng low poly. Rồi tôi kết thúc ha. Rồi Tú Phan đã hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.